Thử tưởng tượng bạn đang đi trong rừng và bỗng nhiên có một con chó sói đứng trước mặt bạn. Tôi dám cá rằng bạn đã gặp phải một tình huống vô cùng phức tạp. Bởi vì loài sói săn mồi theo bầy đàn nên xung quanh bạn chắc chắn có vài con nữa đang đứng chờ. Đó chính là sự khác biệt của loài sói so với các loài dã thú khác như hổ chẳng hạn. Ngoài sự nguy hiểm đến về sức mạnh thể chất, loài sói còn có tư duy hoạt động theo bầy đàn rất thông minh và vô cùng mưu mẹo. Chính vì lẽ đó mà loài sói đã trở thành một biểu tượng văn hóa, trở thành nhân vật phản diện của rất nhiều câu chuyện và sẽ là rất thiếu sót nếu kênh chuyên về vẽ động vật như ký họa đường phố mà lại không vẽ loài chó sói. Do đó hôm nay mình xin phép được gửi đến các bạn một clip hướng dẫn vẽ về con chó sói chân thực nhất. Vẫn là phong cách như mọi khi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ các con vật rất đơn giản. Tuy nhiên ở trong clip này thì có một vài điều mới mẻ mà đối với những cái bạn nào mà theo dõi ký họa đường phố thường xuyên thì có thể nhận ngay ra điều đó. Đó chính là việc mình đã thay đổi cách vẽ. Thay đổi ở đây là gì? Có nghĩa là ở trong cái bức tranh này thì mình đã vẽ cái phần hậu cảnh. Nói chung là không quá cầu kỳ nhưng mà đó cũng là một nét mới trong kênh của mình. Thì vẽ một con vật thì mọi khi thì mình thường chỉ vẽ mỗi hình con vật thôi. Tuy nhiên lần này mình đã bổ sung thêm phần hậu cảnh phía sau. Một điều mới nữa đó là mình đã chuyển sang sử dụng khổ giấy A3, do đó mình có rất nhiều không gian để thể hiện chi tiết con vật. Nên là so với các bức tranh vẽ các con vật khác thì các bạn có thể thấy là cái bức tranh này thì mình đã vẽ chi tiết hơn rất nhiều do khổ giấy đã lớn hơn. Để việc dựng hình trở nên dễ dàng nhất có thể thì các bạn hãy vẽ cho mình một hình tròn. Sau đó các bạn chia thành 4 phần gần mặt nhau. Bên dưới thì các bạn vẽ thêm một hình tròn nữa, lồng một nửa vào hình tròn bên trên. Sau đấy thì các bạn vẽ các chi của con vật. Các bạn nên chú ý rằng ở cái hướng nhìn con vật này là mình đang nhìn hướng trực diện. Thì hướng trực diện là một hướng tương đối dễ vẽ đối với khuôn mặt. Và cũng không cần phải thể hiện chi tiết quá nhiều trên con vật. Các bạn chỉ cần chú ý đến hai chân trước thôi. Còn hai chân sau thì chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm. Sau khi vẽ xong các chân thì các bạn sẽ vẽ hai cái tai. Hai cái tai thì cơ bản là cũng giống như một hình tam giác vậy. Ở hai góc 1 phần 4 hai bên trên. Tiếp theo các bạn vẽ con mắt ở vị trí 1 phần 3 của đường kẻ ngang. Và soi sang con mắt bên kia. Để xác định được vị trí của mũi và miệng thì các bạn thực hiện như sau. Các bạn sẽ vẽ một hình vuông với cạnh là khoảng cách của hai con mắt. Các bạn có thể nhìn thấy mình thực hiện trên video rất đơn giản. Một hình vuông. Phần mũi của nó sẽ là cái phần ở dưới đáy của cái hình vuông này. Cạnh ở bên dưới của hình vuông này. Về phần vẽ mũi thì các bạn chỉ cần vẽ một hình tròn nho nhỏ với 1 phần 3 này nằm ở trong hình vuông và bị chia cắt bởi cạnh của hình vuông và 2 phần 3 nằm bên dưới. Phần miệng ở góc nhìn này thì chúng ta vẽ khá là đơn giản. Chỉ là một đường kẻ ngang sang ngay bên dưới mũi. Tiếp theo các bạn vẽ những cái vệt tối màu kéo lên phía trên. Và từ mép của con chó dao cắt tại cái cạnh của hình vuông. Chính những cái đường đường này sau này sẽ là những cái vùng lông tối màu của con chó. Quá trình vẽ thì các bạn có thể vừa vẽ vừa điều chỉnh tỷ lệ các bộ phận cho nó phù hợp. Nhìn chung là do góc nhìn trực diện, do đó chúng ta sẽ không phải sửa quá nhiều. Tiếp theo là các bạn vẽ các vệt lông ở trước ngực. Thì chính cái những cái đường vẽ này sau này mình sẽ phát triển thành những cái vệt lông tối màu trên cơ thể của con chó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào quá trình vẽ chi tiết. Về con mắt của con chó thì cơ bản là nó hình tròn.
phần khóe mắt và phần đuôi mắt thì các bạn để tối màu. Các bạn vẽ làm sao cho nó lộ cái phần con ngươi ở giữa là hình tròn, còn khóe mắt và đuôi mắt là để màu đen. Và nó sẽ hiện ra mắt con chó. À quên, còn phần con ngươi thì các bạn chỉ cần vẽ hai vòng tròn đen nhỏ ở bên trong là xong. Tiếp theo các bạn chỉnh các bộ phận như là tai, rồi vẽ thêm các đường tối màu. Phần diễn giải thì nó cũng tương đối là khó khăn, do mình không chuẩn bị trước kịch bản, do đó các bạn chịu khó theo dõi video và thực hiện theo mình. À quên, còn đối với phần mũi thì như lúc nãy mình đã nói với mọi người là mọi người vẽ một hình tròn là được, đúng không? Thì bây giờ để vẽ cái lỗ mũi thì mọi người vẽ hai hình tròn nhỏ ở bên trong nữa là xong. Sau đấy chúng ta tô một lớp chì mỏng toàn bộ cái mũi. Còn riêng hai cái lỗ mũi thì các bạn dùng chì đậm như 8B để tô nó thật đậm vào là được. Nhìn nó sẽ giống. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm tẩy sét để các bạn tẩy một tí vào chỗ đầu mũi cho nó sáng lên một chút. Để thể hiện là cái mũi nó ướt ấy. Như các bạn có thể nhìn thấy những con chó ở nhà thì cái mũi nó thường ướt, và cái trên cái đầu mũi thì nó thường có những cái điểm sáng do ánh sáng phản xạ. Các bạn chú ý là trong quá trình vẽ con chó sói này thì mình có đánh chì bằng chì 3B. Mình sẽ đánh toàn bộ những cái vệt lông lúc nãy mà chúng ta vẽ cái vệt tối màu ấy, thì mình sẽ đánh nó rộng ra. Tuy nhiên thì mình sẽ không di chì, sẽ không sử dụng cái bút giấy để di chì, các bạn chú ý nhé. Bởi vì trên lông con chó thì nó có những cái điểm sáng, có những cái lông trắng, lông đen xen kẽ. Do đó nếu mình mà đánh chì thì nó sẽ làm cho tối toàn bộ cái các khu vực trên cơ thể con vật. Thì đến lúc mình vẽ lông trắng thì nó rất khó, đến lúc lại phải tẩy đi như thế thì rất mất công. Do đó mình không di chì trong quá trình vẽ con chó sói này. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt một con chó sói với một con chó thường đó là, như các bạn có thể thấy thì so với một con chó béc đức hoặc là một số loài chó khác thì có thể thấy rằng cái tai của con chó này nó cũng tương đối là nhỏ, chứ nó lại không quá to như ở béc đức. Hai nữa là ở cái đôi mắt nó thì thông thường cái tròng của nó sẽ rất trong, cái tròng mắt ấy thì nó sẽ có màu trắng như các bạn có thể thấy. Và con ngươi thì là một chấm đen nên nó rất nổi bật, chứ mắt nó lại không tối màu như một số cái giống chó bình thường của mình. Cái thứ hai là cái mõm của cái con chó sói này thì nó sẽ nhỏ, nhọn, thuôn nhọn dần về phía trước. Chứ nó mõm nó không to như một số loài chó nuôi của chúng ta. Quá trình đánh chì thì các bạn có thể sử dụng kết hợp các loại bút chì khác nhau như 3B, 6B, 8B để thể hiện các khu đậm nhạt khác nhau của bộ lông. Chỗ nào đậm thì các bạn dùng bút chì đậm màu, chỗ nào nhạt thì chỉ cần dùng 3B là đủ. Một lưu ý nhỏ nhỏ nữa đó là các bạn khi vẽ ở cái góc nhìn như này, góc nhìn trực diện này, thì các bạn không cần vẽ đuôi. Thông thường khi chó chạy thì đuôi nó sẽ không vung qua lại, mà đuôi nó sẽ hạ thấp xuống thẳng với lại cái phần thân ấy. Nên nó sẽ không nhìn thấy đuôi. Hoặc các bạn có thể vẽ thêm vào cũng được, không sao cả. Sau khi dùng bút chì 3B để phác thảo các khu vực lông cơ bản, thì chúng ta bắt đầu vào công đoạn vẽ chi tiết các phần lông. Lông trên khuôn mặt của loài chó, bao gồm cả chó sói, thì các bạn chú ý là khi chúng ta vẽ thì chúng ta có thể dùng bút chì kim 2B hoặc là bút chì 3B, các bạn vót thật nhọn để các bạn đánh. Thì lông nó thường thường là ở khu vực mắt thì trên mi trên và mi dưới thì nó sẽ uốn theo cái chiều của con mắt. Còn ở giữa trán kia thì nó sẽ hất dần lên về phía đỉnh đầu. Thì cái này các bạn nhìn con chó nhà thì chắc bạn cũng biết. Còn đối với lông ở mõm thì các bạn cũng dùng bút chì kim. Các bạn tỉa những cái đường lông thật nhỏ cho mình. Tỉa những đường lông ngắn nhỏ tỏa dần đều về phía trên trán, từ chỗ mũi về phía trên trán, rồi có những cái đường lông nó tỏa sang hai bên nữa. Quá trình tỉa lông thì các bạn lưu ý là hãy tỉa thật đều tay, chia khuôn mặt của con chó ra làm hai nửa thì hai nửa của nó khá là tương đồng nhau, đối xứng với nhau, do đó các bạn hết sức lưu ý.
để tránh bị lệch hoặc là bị một bên đậm hơn, một bên nhạt hơn. Sau khi dùng bút chì kim hoặc bút chì 3B tỉa một lớp lông ban đầu thì các bạn dùng bút chì 6B và 8B để tiếp tục tỉa, cũng tương tự như bút chì kim và bút chì 3B. Tuy nhiên thì bút chì 6B và 8B nó đậm hơn, chúng ta sẽ nhấn những cái sợi lông đen ở trên bộ lông của con chó sói và nhấn lại một số điểm tối cho nó nổi bật. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên tỉa thêm phần râu ria cho con chó sói. Cái phần râu này thì nó lông nó sẽ có màu đen. Thì mình sử dụng bút chì 6B để mình tỉa các bạn ạ. 8B thì nó hơi mềm, 6B thì cũng tương đối hợp lý. Chỗ phần đằng trước mõm thì các bạn chú ý dùng bút chì các bạn chấm thêm những cái chấm nhỏ nhé. Nó tượng trưng cho những cái lông ngắn. Sau khi tỉa xong lông phần cổ và phần mặt thì chúng ta sẽ chuyển sang phần vẽ chân. Do chân ở vị trí nhìn hướng trực diện, do đó là nhìn chân nó khá là ngắn và cái tư thế vẽ nó cũng khó. Thì lông ở chân thì các bạn cũng vẽ xuôi theo chiều từ trên phần thân xuống, xuôi theo chiều của chân. Chân ở vị trí này thì chúng ta nhìn thì cơ bản nó nhìn sẽ không rõ bàn ngón, mà chúng ta chỉ nhìn cái hình dạng cơ bản kiểu chân chó kiểu như này thôi. Hy vọng sẽ không có bạn nào thắc mắc với mình là con chó này bị cụt chân hay sao. Tiếp theo đấy thì mình sẽ vẽ thêm cái phần phân cảnh đằng sau. Thì cái phần này thì có thể tùy các bạn lựa chọn cái cảnh vật đằng sau nó như nào. Thì mình sẽ không trình bày chi tiết cái phần này, bởi vì trọng tâm của mình dù sao vẫn là vẽ động vật và chính là vẽ con chó sói trong video này. Phần đằng sau thì mình thể hiện khá đơn giản, mình vẽ một rừng cây. Rừng cây kiểu châu Âu ấy, cái rừng cây mà nó đang trong mùa tuyết trắng ấy. Còn cái nền bên dưới kia có lẽ là nền tuyết. Mình cũng không trình bày kỹ cho lắm. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể quan sát cách mình vẽ. Ngoài ra các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cảnh vật phía đằng sau theo ý thích của mình, ví dụ như một đồng cỏ hoặc là một đàn sói nữa phía sau cũng được, các bạn vẽ thêm vào không sao cả. Video của mình có lẽ xin phép được dừng tại đây. Hy vọng rằng các bạn có thể có những kiến thức bổ ích hoặc là học được điều gì đó từ video của mình. Nếu thấy video hay thì các bạn đừng ngại ngần, hãy dành tặng cho mình một lượt subscribe và một lượt like để mình có thêm động lực để thực hiện những video sau tốt hơn nữa. Giờ các bạn có thể lựa chọn bên tay trái hoặc bên tay phải các video hay ho khác của Ký Họa Đường Phố. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.